mũi hoặc là bằng miệng. Cái phương pháp của thiền trí dài là hít bằng mũi để nó lên não bộ, và sau đó thở ra bằng miệng, tức là nó đi từ đường bụng. Cho nên quý vị nào mà trước khi thiền á, là phải đừng có ăn. Tại vì nếu mà quý vị ăn á, thì quý vị ngồi nó dễ buồn ngủ. Mà quý vị thở mà những người ăn mặn á, thì khi thở bằng cái miệng ra, tức là chúng ta lấy từ nguyên cái bụng này thở ra, thì cái hơi thở của mình bị hôi. Nhưng nếu như mình thở bằng cái bụng á, nó sẽ giúp cho cái đường tiêu hóa của mình á, nó sẽ thông ra từ bụng, từ ngực và đi lên ra. Còn khi mình hít vào á, thì nguyên cái luồng không khí nó sẽ đi vào não bộ, nó đi ra phía sau này. Và khi mình thở đó, thì nó lồng cái hơi thở ra. Thì nguyên cái thân của mình nó thở bằng sợi, chứ không phải bằng mũi và bằng miệng. Cái này rất khoa học. Cho nên khi chúng ta chạm được cái hơi thở, tức là chúng ta biết cách để handle cái hơi thở, thì cái thân mình phải khỏe. Tại vì nó tiết ra từ những lỗ chân lông. Điều tập tập thiền, và hôm nay chúng ta tập thiền cho em chàng vô sinh. Thưa đại chúng, chị Diệu Nguyên sẽ giới thiệu đôi nét về lớp thiền của thầy, cũng như là chị Diệu Nguyên sẽ chia sẻ một vài những thông tin cá nhân của thầy, bởi vì hôm nay chị Diệu Nguyên được làm cảnh sát. Mời chị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy, kính thưa sư cô cùng quý Phật tử tại hiện như tỉnh thất. Như quý Phật tử đã biết thì chắc một số quý vị cũng biết là thầy giảng viên hôm nay của mình là thầy Thiện Trí. Thì thầy Thiện Trí á, sinh ra và lớn lên tại thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, trong gia đình thâm tín Phật Pháp. Xuất gia năm 1989 tại chùa Thành Phước, xã Bình Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Thầy theo học đạo với sư phụ là Cố Hòa Thượng Thích Phước Thiền. Năm 1989, thầy được sư phụ cho theo học 4 năm tại trường trung cấp Phật học tại tỉnh Đồng Tháp và thọ giới sa di tại đây cùng năm. Đó là năm 1989. Sau khi tốt nghiệp cả hai trường trung cấp Phật học và trường trung học năm 1993 tại thị xã Sa Đéc, thầy Thiện Trí đã lên Sài Gòn và vào trường đại học mở khoa Anh ngữ năm 1994. Năm 1997, thầy tiếp tục đậu vào Học viện Phật giáo và Thọ Tỳ Kheo giới cùng năm. Sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân tại Học viện, thầy đậu phỏng vấn và sang định cư tại Hoa Kỳ năm 2002. Năm 2015 cho đến năm 2020, thầy Thiện Trí đã mở trung tâm thiền Zen and My Family tại tiểu bang Louisiana, giảng dạy cho các trung tâm người bản xứ tại thành phố New Orleans và mở nhiều khóa tu xuyên suốt cho đến khi nạn dịch COVID lan tràn trong cộng đồng nơi đây.
Từ năm 2017 cho đến năm 2019, thầy đã được hai trường đại học Xavier and Loyola mời là giảng viên giảng môn học kỹ năng thiền Phật giáo cho thế hệ đào tạo từ xa Zoom và hệ chính quy cho sinh viên tại đại học hệ cử nhân. Năm 2019, thầy Thiện Trí đã được nhận học bổng tại trường đại học Loyola và tại đây thầy đã đeo đuổi chương trình cao học chuyên ngành tôn giáo, giáo dục. Sau đó, thầy đã được chuyển về trường University of the West tại Los Angeles để theo học ngành tôn giáo học. Và tại đây, thầy đã tốt nghiệp bằng Master năm 2022. Hiện nay, thầy Thiện Trí vừa tiếp tục theo học ngành tiến sĩ tôn giáo học tại trường University of the West, vừa là giảng viên giáo dục cộng đồng tại đây, giáo thọ tại tu viện Phổ Quang thành phố Fort Worth, Dallas tại tiểu bang Texas, giáo thọ tại trung tâm thiền Trúc Lâm tại Houston. Thầy cũng là được khách mời thường xuyên cho các trường đại học cũng như hội liên tôn giáo tại xứ Cờ Hoa. Trong thời gian này, thầy Thiện Trí cũng là tác giả của hai tác phẩm bằng Anh ngữ Sharing from the Heart and Foundation of Mindfulness thuộc sách giáo khoa hướng dẫn chuyên về các lớp thiền tập và tập thơ Vạt Nắng Phù Hư. Hiện nay, như Diệu Nguyên đã chia sẻ là thầy đang tiếp tục việc học để lấy bằng tiến sĩ. Thành ra là mà trong logo là trường University of the West thì là gần đây, thì nhờ vậy mà thầy khi thầy đến đạo tràng hình như Tỉnh Thất á, thì thầy rất là hoan hỷ, mà thầy nói là khi thầy đã học thì thầy muốn chia sẻ lại cho các Phật tử và cộng đồng, thì thầy đã hoan hỷ và cũng như là hứa khả đã đến đây để dạy cho Phật tử học thiền. Vì vậy mà thầy có mở hai lớp học thiền căn bản vào ngày Chủ nhật, lớp buổi sáng và lớp buổi chiều. Hiện nay từ đây cho lớp để cho đến cuối năm thì hai lớp này hiện nay là đã đầy học sinh, mỗi lớp khoảng 20 học sinh. Ngoài ra thì lớp học này thì phải là theo đúng 10 tuần, nhưng mà lý do là có lớp thứ bảy hôm nay, đó là có cho những quý vị không có thể theo được 10 tuần thì thật sự bản thân Diệu Nguyên cũng có nói là thôi thầy hoan hỷ mở một cái lớp thứ bảy để cho tất cả các Phật tử nào mà không có thể tham dự được 10 tuần liên tục đó, thì cho một cái phương tiện để cho Phật tử tới tham dự và thực tập. Nhiều khi dù có một tiếng nhưng mà thật sự ra trong cuộc sống của mình bận rộn, một tiếng ngồi bình an cũng rất là lợi lạc. Thì thầy cũng đã hoan hỷ hứa khả và thầy đã cho Phật tử hiện như Tỉnh Thất mình trong vòng từ đây cho đến tháng 12, ngày 9 tháng 12 là mỗi thứ bảy vào lúc 7 giờ thì sẽ có lớp thiền 7 giờ cho đến 8 giờ rưỡi. Thì kính mời các quý Phật tử có thời gian sắp xếp thì tới đây tham dự buổi thiền để thầy chia sẻ cũng như là chính bản thân mình thực tập. Xin quý Phật tử cúng dường thầy một tràng pháo tay đã thầy đã dành thời gian đã chia sẻ cho chúng con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chị móc hết lý lịch cá nhân của thầy. Cái bài này được Thượng Tọa Lương Tạng đã đề nghị để viết cho cái tập thơ và Nắng Phù Hư, rồi thầy đòi một hai là phải viết, rồi chị Diệu Nguyên có lên trên trang nhà quản đức và lấy cái bài này. Rất cảm ơn chị một lần nữa và cảm ơn những cái tờ poster chị làm rất là đẹp trong mấy ngày qua. Nhờ cái hình đó mà nhiều người xin chữ ký thầy, thầy nói không được, chỉ là trên hình thôi chứ bên ngoài em xấu tàn tạ lắm. Nói đùa một tí cho vui. Và hôm nay thì khi chúng ta biết là trong cái lớp thiền đó thì
Có thể nói là trước khi mà mở cái lớp này thì Thiện Trí rất là lo, bởi vì quý chị quý cô bác thường đến chùa là mình chỉ nghe pháp đúng không, rồi chúng ta tụng kinh hoặc là chúng ta có một cái buổi sinh hoạt với nhau. Ở trong một cái khóa học như vậy đó thì đó là cả một cái vấn đề là khi mà chúng ta phải ưu tiên thời gian, ưu tiên gia đình sắp xếp để mà được học một cách nghiêm chỉnh. Thì thưa rằng đó là nếu mà chúng ta học có một cái sự nghiêm chỉnh đó thì chúng ta mới thấy được thiền là một cái thể loại mà nó đòi hỏi chúng ta phải có hai mặt, đó là lý thuyết và gì thực hành bắt buộc phải đi chung với nhau. Lý thuyết và thực hành, và khi mà chúng ta học về lý thuyết đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta biết được những cái kỹ thuật, những cái kỹ thuật rất là rõ về thiền, và khi chúng ta thực hành đó, thì nó mới đạt đến cái hiệu quả, nó đạt đến cái hiệu quả cho hai mặt, đó là thân và nhưng mà tâm bắt buộc thì phải trải qua cái này. Nếu quý vị không thấy thì có thể chuyển qua tâm thần. Thì lúc còn nhỏ đó thì tí lúc còn nhỏ tí khoảng 10-11 tuổi thì đi chợ với mẹ thì thấy một cái bức tranh của Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề nhìn ra một cái dòng sông đi liên thiền. Thì Thiền Trí nói với mẹ là con muốn má phải mua được cái bức tranh đó về cho con. Đó là một cậu bé rất bình thường, và khi thấy cái bức tranh đó tự nhiên cái tâm của mình nó bình yên một cách kỳ lạ. Và lúc đó thì Đức Thế Tôn ngồi dưới cội Bồ Đề để tu thiền, thì Thiền Trí mới nói là má mua để cho con nhìn Đức Phật thôi. Thì khi mà đi về nhà thì cứ mỗi lần đi học về là nhìn vậy đó. Thì một hôm khi mà ông ngoại mất thì mẹ dẫn đi chùa, thì mình đến chùa lần đầu mình thấy các cô các bác sao mà hiền, hiền dễ sợ, và mình có một cái năng lượng gì đó mình nó cuốn mình vào bên trong. Và khi đi vào bên trong chánh điện thì thấy sư phụ tụng kinh thôi, thì mình nhìn sư phụ một cái là nó tỏ một cái năng lượng gì đó an lạc kinh khủng đó. Mà sư phụ ngày xưa thì cái mặc áo nâu và có hai chú tiểu nhỏ ở chùa, thì bắt đầu từ đó là Thiền Trí lân la về chùa. Nhưng mà sau cái lần đi tụng kinh đó về là Thiền Trí xin ba mẹ đi tu nhưng mà ông già không cho. Thì cho đến 2 năm sau, nhưng mà trong khoảng thời gian 2 năm đó thì Thiền Trí cứ đến chùa liên tục, và những ngày là xin mờ đó là Thiền Trí ở chùa luôn, bởi vì cái năng lượng của chùa sống nó bình yên quá, và ở nhà thì nó khác hẳn hoàn toàn. Mặc dù đất của ba mẹ rất là rộng, nhưng mà mình vẫn cảm thấy được một cái năng lượng ở chùa nó khác hẳn hoàn toàn. Và khi mà Thiền Trí về chùa đó thì nó giống như cái nhà của mình vậy đó. Thì trong 2 năm đó Thiền Trí tập chuông, tập mõ, tập thánh, tất cả đều học hết nhưng mà không được xuất gia. Thì về cho đến khi mẹ dẫn đi xuống ông nội, tức là ông nội nói thì ba phải nghe. Sư phụ xin 3 lần mà ba cũng không cho, thành ra Thiền Trí cũng không được xuất gia. Thì khi ông nội cho thì Thiền Trí được đi tu và ba không hề biết. Thì bắt đầu xuất gia cho đến đi vào trong học đường của Phật học thì Thiền Trí trải qua những cái năm tháng được cùng ở với tăng đoàn, tức là từ năm 70 tăng trở lên. Nhưng mà mình không có được học thiền, ở Việt Nam không dạy thiền, và Thiền Trí hình như hoàn toàn lớn lên với cái pháp môn gọi là tịnh độ niệm Phật á. Thành ra là lúc còn nhỏ Thiền Trí còn khai duy, Thiền Trí niệm Phật hay lắm. Thành ra mẹ và một số quý Phật tử bắt phải thâu lại, thâu cái âm lại. Mình niệm Phật nãy quý vị có nghe Thiền Trí tụng Bát Nhã đó, Phật tử thích lắm. Và đặc biệt khi Thiền Trí lại sám hối, Thiền Trí tiếng hồng danh Phật á, hoặc là tụng cái bài sám đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê đắm trong sanh tử đã bao lần. Và khi Thiền Trí tụng bài đó là Phật tử khóc, mà lúc đó mình chỉ là một chú tiểu, thì tức là cái âm giọng của mình nó không phải là tự nhiên nó có, mà bởi vì mình cảm được cái năng lượng của đời sống tu tập, cho nên nó bật ra cái cung âm đó một cách tự nhiên, và Phật tử chạm được cái năng lượng đó.
cho đến khi thiền trí đi hải ngoại là chưa. Cái lúc thiền trí học vào học viện 4 năm, tức là gọi là chương trình kỹ năng Phật học, thì nó có một bộ môn mà bắt buộc tăng ni phải lấy, đó là bộ môn thiền Vipassana tại học viện có dạy tịnh độ. Và khi mình qua thiền Vipassana ha, là hoàn toàn khác. Vipassana thì cái vị thầy dạy trong học viện đó là đi qua Myanmar học nhiều năm bên Nam Tông, gọi là Theravada đó, và thầy được mời về dạy trong học viện. Rất nhiều thầy học chung, khoảng 150 thầy, còn bên y là 150 ni, nhưng mà tách hai lớp nhau. Thành ra bên thiền trí đó là học với 150 thầy, và hình như không ai thích hết. Thầy đã dạy nhiều buổi thầy không ai thích hết, nhưng thiền trí lại thích. Mình không biết, mình thích một cách kỳ lạ. Và mình mới biết là tại sao nhiều quý thầy vẫn sau này đi nước ngoài thì không có thể dạy cái này cho giới trẻ và người Mỹ được, bởi vì đi theo truyền thống tịnh độ quá lâu. Nhưng một điều đó là khi chúng ta đi vào thiền Vipassana đó, thì chúng ta phải tập một cách nghiêm túc. Nghiêm túc. Đây là lý do tại sao hiện nay rất nhiều những người Mỹ họ đang tìm về cái thiền Vipassana. Họ đi thẳng qua bên Myanmar và Sri Lanka hoặc Thái Lan để họ xuất gia và tu. Đối với tịnh độ và mật tông thì thiền trí, khi mình tu tại mình đam mê từ nhỏ, cho nên mình tu pháp nào mình cũng mê hết. Hãy niệm Phật thiền trí cũng mê. Và tùy mật tông là thiền trí có nhập thất chuyên về đại bi tâm. Nhưng khi đi vào thiền á, là một thế giới hoàn toàn khác. Cho nên đây là lý do tại sao mà nhiều tăng sĩ Việt Nam khi hướng dẫn thiền chỉ có thể hướng dẫn được cho người Á Đông. Vì cái kỹ thuật, cái mình phải nói là cái kỹ thuật á, nó đúng từ á, khi mình hướng dẫn cho người ngoại quốc và giới trẻ lớn lên ở Mỹ, nó đòi hỏi cái này mà tiếng Việt nó gọi là sư phạm. Cái sư phạm áp dụng cho người Á Đông nó khác, mà cái sư phạm áp dụng cho người Tây Phương nó khác. Cho nên đây là cái kỹ thuật mà nó đòi hỏi mình phải hội nhập được nền văn hóa Tây Phương, chứ không phải là chỉ dừng ở cái ngôn ngữ, đúng không? Và khi sử dụng ngôn ngữ của thiền là một thể loại ngôn ngữ hoàn toàn khác. Và thiền nó giống như một triết học vậy đó, nó khó sinh khủng. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của chúng ta nó đã chạy lâu rồi, và bây giờ mà mình bắt nó dừng lại nó khó. Cho nên á, khi mà chúng ta tập thiền thì cái lợi ích của thiền nó sẽ là một cái lợi ích tuyệt đối của hai cái này, của thân và tâm. Nhưng mà chúng ta không có chối bỏ rằng giữa tịnh độ và kim cang thiền, tức là mật tông, nó không đạt được hai cái này nhé. Nó vẫn đạt được cái lợi ích đó nếu như chúng ta vẫn kết hợp một vài những kỹ năng về thiền Vipassana. Cho nên khi thiền trí trì mật tông á, thiền trí sau đó thiền trí vẫn dùng hơi thở là cái căn bản của thiền Vipassana. Nó làm hai cái kết hợp lại cực kỳ an nhàn. Và lúc đó chúng ta mới nhận diện một điều, thân và tâm là hai cái được gắn kết với nhau rất chặt, để chúng ta không được cái vấn đề này mà nó không có phân biệt không tánh. Nắm được cái này ha. Hoặc là khi chúng ta đã kết hợp một cách nhuần nhuyễn, ví dụ quý vị niệm Phật thì sau 15 phút niệm Phật nên dành 5 phút hoặc 10 phút thiền bằng hơi thở theo kỹ thuật của thầy dạy, thì quý vị sẽ đạt được một trạng thái cực kỳ an lạc giữa thân và tâm. Và một khi thân và tâm đã đạt được cái sự an lạc thì dĩ nhiên đó là một cái lợi ích rất lớn cho đời sống thực tại của chúng ta, từ trong gia đình cho tới xã hội, phải không? Và dĩ nhiên là khi chúng ta tập thiền thì chúng ta phải biết một điều, đó là chúng ta phải tập về cái phần thân và phần tâm. Nhưng mà cái phần thân á là một cái chủ đề đầu tiên mà khi mà chúng ta
cần phải nắm rõ được cái cách, cái kỹ thuật của cái kỹ thuật cái anh lao gì vậy? Cái kỹ thuật của cái thân ấy, chúng ta phải thoát được nó. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải có trong 10 tuần đó, thì chúng ta phải có ít nhất là 5 tuần để mà chúng ta tập về cái thân. Ví dụ như ở đây quý vị ngồi, thầy nhìn vào một cái là thầy biết được là ai đã từng ngồi thiền. Cái thân nó ngồi, đúng không? Và khi mà chúng ta ngồi như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được là à, khi mà cái thân của mình nó vững chãi rồi, nếu như chị Diệu Nguyên chỉ ngồi thì cái lưng chỉ thẳng, cái vai chị không có gồng, thấy không? Tức là quý vị chuyển tụng kinh á, là quý vị chú tâm vào tâm chứng kinh, lại Phật quý vị chú tâm vào sự thật, thì thân và tâm phải đồng, đồng nhất, đúng không? Thì mình mới thấy được cái sự bình yên của tâm mình. Cho nên là 5 tuần đầu đó là chúng ta phải học cái cách để cho cái thân mình nó vững, mình đi cho nó vững. Thì bắt đầu mình mới nói tập thêm những cái bước kế tiếp. Thầy ghi chú, thầy phải nhìn. Thì khi mà mình tiếp xúc giữa cái thân của mình á, thì quý vị có tổng cộng là mấy căn? Lục căn, đúng không? Bây giờ mình khoan nói về cái tâm đi nha. Mình nói về 5 căn trước. Ai có thể nói cho thầy một trong 5 căn không? Mắt. Tai là lỗ tai, đúng không? Rồi gì nữa? Mũi, đúng không? Rồi gì nữa? Lưỡi hoặc là miệng ha. Rồi gì nữa? Thân, đúng không? Rồi mình dừng lại đây đi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Rồi bây giờ mắt quý vị đâu? Đang nhìn thầy đúng không? Rồi bây giờ khi mà mình nhìn bằng cái đôi mắt bình yên á, thì tức là nó thể hiện từ đâu? Và cái thân mình ngồi một cách bình yên, đứng một cách bình yên, đi một cách bình yên, thì nó đi từ đâu? Từ cái tâm, đúng không? Và khi cái mũi và cái thân của mình á, mà nó thông được cái hơi thở đó, thì cái tâm đó phải thông khí. Nhưng mà mình không chú ý, đúng không? Và đặc biệt là cái thân. Và cái thân của mình khi mà mình khỏe nó khác, khi mình bệnh nó khác, đúng không? Như vậy thì người ta lại không có để ý về cái tâm, mà các nhà khoa học chỉ để ý về não bộ. Cái này nó là những khoa học không để ý cái này, mà cái chữ tâm đó thì nó lại là nó hướng về cái đời sống tâm linh nha, đúng không? Cho nên các nhà khoa học thì ví dụ như là mác học hoặc là mác học triết học Mác Lênin chẳng hạn, họ không hề nghĩ tới cái này, họ chỉ nghĩ tới não bộ mà là chết là hết. Nhưng nếu như đời sống tâm linh hoàn toàn không có đó, thì các tôn giáo tồn tại mấy ngàn năm để làm gì? Có giờ ai đặt câu hỏi này không? Như vậy thì những người xuất gia để làm gì? Uổng quá. Cho nên thì cái lý luận cái này rất nhiều trong lớp học về tôn giáo học. Tức là khi tôi đi tu là tôi đi bằng cái tâm, chứ tôi đâu có đi bằng cái não bộ. Kiến thức của tôi học, kiến thức của các giáo sư dạy tôi chỉ là một kiến thức, chứ đâu có đi thẳng, đâu có chỉ khai ngộ cho tôi được cái tâm này, đúng không? Như vậy thì khi chúng ta đi tu, chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú, tất cả những cái đó là chúng ta đi bằng đời sống tâm tâm nhé. Cho em chào hỏi tâm. Cho nên cái mình cần khai mở chính là cái này. Cho nên thầy rất là vui khi mà quý vị đăng ký một cái lớp thiền chỉnh tu, để mà thầy nó có nhiều cái thời gian để hướng dẫn từng chút, từng chút, từng chút một. Và như vậy sau một khóa học quý vị mới thấy ô, mình học quá nhiều luôn, mình thực tập quá nhiều luôn, và mình đạt được một cái hiệu quả không được hơi thở luôn. Như vậy thì chỉ là lớp căn bản thôi. Còn nếu như tất cả những buổi giảng mà đều y như vậy hết, thì nguyên cái quá trình học 30 năm của thầy cũng quá. Chỉ là kiến thức giống như các giáo sư ở trường University of the West, chỉ dạy kiến thức liên tục luôn. Và ngay cả lớp thiền
nhưng đưa vào để cho những thiền sinh khai mở được cái tâm thức này, không biết kiến thức không làm điều đó được. Rồi bây giờ để có những cái lúc mà chúng ta sẽ chia sẻ sâu về cái vấn đề khai ngộ hay là cái tâm thức tu tập thiền, bây giờ mình nói về phần não bộ đi ha. Thì khi mà mắt của chúng ta đó nhìn đó, ví dụ như ở nhà mình, tại sao mình phải coi bức tranh này? Vì sao? Trả lời cho mình nghe thử. Vì sao mình coi bức tranh này? Có thể biết tại sao mình phải treo cái lủng lẳng hoa hồng ở trên đó? Ok, tại sao mình để Đức Phật ngồi đây? Hai cái này khác nhau liền, thấy chưa? Như vậy thì đây là cái gì? Căn phòng này là căn phòng gì? Chánh điện để làm gì? Tâm linh. Đã mình nói tâm linh. Như vậy thì trong cái đời sống tâm linh nó còn có hai từ nữa: mỹ, mỹ thuật. Và khi mắt của chúng ta nhìn vào cái mỹ thuật đó thì nó đi vào đâu? Hay là chúng ta nói là nó nuôi dưỡng cái não bộ của mình tươi mát hơn, đúng không? Cái này nói về các nhà khoa học đi. Như vậy thì cái vùng não bộ nó nằm ở đây. Khi quý vị mà té bật ngửa đó mà chưa chết hẳn, gọi là chết lâm, tức là mới chết giấc thôi. Sau đó thầy Thiền Trí tán bật tay tỉnh lại. Và như vậy thì cái vùng não bộ của chúng ta rất cần cái năng lượng tích cực. Nhưng mà mắt của chúng ta bất tịnh thì chúng ta nhìn mọi vật nó là bất tịnh, thì căn phòng này nó còn đẹp nữa không? Như vậy thì tất cả những người đến đây và trong cái tâm thái an lạc vui như vậy, nghe thầy nói và có đại chúng đồng ngồi đây, thì quý vị đang vui không? Như vậy cái đau khổ có mặt không? Như vậy thì não bộ mình đẹp không? Vỗ tay. Đây là một thế giới thẩm mỹ. Bây giờ mình khoan nói về khai ngộ ha. Rồi bây giờ lỗ tai cho chúng ta đang nghe ông thầy nói chuyện dễ thương quá ha. Mà nếu ngược lại cái dễ thương là gì? Mà ghét rồi thì nó làm sao có trở lại đây nữa không? Tôi phát nguyện tôi thầy không gặp ông bà thầy đó lần nữa. Đây là một trong những cái mà chúng ta phải nuôi, nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng cái gì? Cái tích cực. Cái tích cực từ cái mắt nhìn, từ lỗ tai nghe, ví dụ như khi đánh một tiếng chuông thì thầy phải nhắc quý vị là thân và tâm an trú bây giờ và sau đó thầy đánh một tiếng chuông. Thì khi tâm và thân của quý vị an trú thì tiếng chuông nó trở thành màu nhiễm. Cho nên tuần sau lớp học của chúng ta sẽ có cái bài nghe chuông và tụng cái câu âm minh thật như hùng. Khi mà quý vị tắt đèn tụng cái câu đó lên, lâu lâu thầy gõ một tiếng chuông thì sự thanh tịnh và nhiệm màu nó đang hiện diện giữa thân và tâm của mình, để mình chạm nó một cách rất là tuyệt đối. Chính là thiền đó. Thiền đó. Cho nên nãy giờ mình nói để mình mở cái tâm thức của mình ra, nhận diện rõ được cái mình muốn là. Còn nếu như mà mình đi đến chỗ đó chỉ để vui, để chơi, giống như cởi ngựa xem qua, đặc biệt là đời sống tâm linh mà chúng ta chỉ cởi ngựa xem qua thì nó uổng một đời. Người tu cũng vậy, tu mà tu qua lo, tu mà tu lăng xăng, thà là tu một ngày còn hơn là lăng xăng một đời. Không chịu bỏ tay giận. Thà được tu một ngày chứ tôi quyết định không lăng xăng một đời, đúng không? Thà là tôi đi với cái người khôn để dạy tôi hay hơn, chứ không có làm cha mấy gì đó. Trong ngoài đời nói thì không dám lặp lại sợ bị đánh. Và khi mũi và lưỡi của chúng ta mà thanh tịnh á, thì chúng ta ăn ít vẫn ngon. Cho nên trong nhà thiền có một câu rất là hay, bên thiền của người Á Đông á, gọi là tổ sư thiền, gọi là thiền diệt dĩ dĩ thực. Nên thực hành thiền, thực là ăn, cái pháp môn của thiền. Cái này rất hay, tất cả là thế giới của thiền hết mà chúng ta chưa hề để ý, và chúng ta chỉ giống như là sơ sài qua một cái đời sống tâm linh. Chúng ta đi sơ sài, không đi sâu vào nó, không nhận diện rõ được nó, không thực tập một cách đúng ý nghĩa của nó, thì chỉ là một giáo sư dạy trong đại học mà thôi, chưa nếm được cái hương vị của khai tâm. Cho em còn đấy.
thân của mình nó được vững chãi rồi đó, thưa với đại chúng rằng mình đi người ta cũng thấy mình nhẹ nhàng, mình nói, mình cười, mình phát biểu, tất cả cái đó không có gượng nữa, mà nó đến một cách tự nhiên. Cho nên những anh chị người Mỹ họ học một thời gian thì họ nói hồi trước con hay nóng giận, ai nói cái gì luật sư mà, tức là nó chứa vô đầu nhiều lắm. Nhưng mà sau khi học thiền một khóa, hai khóa, ba khóa thì cái não bộ của họ đó nó được erase hoặc là delete những cái data nó không cần nữa. Tại vì chúng ta chỉ chứa vào không à, đúng không? Chúng ta không bao giờ mà chúng ta thấy rằng là chúng ta phải delete nó bằng cách nào. Một cái nhà kho trong nhà mình mà nó chật quá, kho mình nó đẩy từng linh đồ vô, thì khi nó chật quá thì chúng ta biểu là phải dọn ra. Cái điện thoại đầy quá, không gửi được tin nhắn, không được chụp hình nữa, thì chúng ta delete, erase những cái information chúng ta không cần nữa. Nhưng còn cái não bộ này chúng ta delete thì sao? Đúng không? Chúng ta không biết cách. Như vậy thì may mắn là đạo tràng ở đây cố sư cô Thanh Diệu Giác và hiện tại là sư cô Hiền Thuận đã giúp cho chúng ta có được một cái nơi nhẹ nhàng như vậy, và chia ra thành những lớp học và có những buổi khóa thức như vậy rất là cần. Chúng ta không cần quá lớn, nhưng chúng ta cần ít nhất là một vài vấn đề tu chung thì nó tái tạo được một cái năng lượng tích cực có mặt. Và cái này là cái cần nè, chứ không phải là chúng ta đến một cái hội hội chợ, chúng ta đến ngoài một cái dancing nhảy đầm gì đó thì sau đó về chúng ta bị mất năng lượng. Cái vui đúng là cũng từ não bộ, nhưng mà mất năng lượng là từ những cái năng lượng tiêu cực ở đó, nhảy nhót hát hò, những bài nhạc mà chúng ta làm in ỏi cái lỗ tai thì nguyên cái vùng này nó bị nhận quá nhiều những thông tin tiêu cực, nó sẽ làm mỏi mệt cho cái thân. Và vùng não bộ của chúng ta chứa đầy quá, hai cái đó nó gọi là niềm vui của thế gian và niềm vui của những người đang đi tìm con đường thích thế gian. Và chính cái này mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã bỏ hẳn hoàn toàn và ngài đi cầu rừng để ngài đi tìm lại cái bản tâm thanh tịnh vốn hẳn có trong ngài, và ngài phải quyết định đưa đến sự giác ngộ tuyệt đối từ trong. Cho nên tất cả chúng ta là đệ tử của ngài, chúng ta đến chùa như vậy quy y vân vân, thì phải nhớ một điều: Đức Phật sanh ra đời là để khai ngộ Phật tri kiến cho chúng ta, chứ đâu phải nghe đi chùa trên. Đức Phật có nói gì không? Phải không? Đức Phật nói chúng ta nên đến để học và tu, học và hành, chứ Đức Phật không có nói đi chơi. Và dĩ nhiên những người tu đi xuất gia giống như thường trí kể cuộc đời của mình, khi gặp tượng Phật, khi đi chùa là thường trí muốn đi tìm lại cái sự thanh tịnh và an lạc của tâm, mặc dầu đường đời nó trải đầy những gai trong, nhưng chúng ta phải tìm mọi cách để được đi bằng một bản tâm thanh tịnh, và chúng ta phải gỡ cái gai đó qua một bên để cho tâm của mình được đi với những người tái tạo một năng lượng từ một tâm thức an lành và giải thoát. Đây là điều mà ai cũng muốn, nhưng cái chúng ta muốn là chúng ta bắt buộc phải thực hành, đúng không? Thì thưa đại chúng, là thiện trí hướng dẫn trong suốt những năm qua, nhắc nhờ lao dùng thầy, thiện trí hướng dẫn, thầy hướng dẫn trong suốt những năm qua, thì thiện trí soạn ra một chương trình, nó gọi là thiền thực hành. Thiền thực hành tức là chúng ta có học và có thực tập. Và thiện trí chia nó làm ba cái level. Hôm nay là buổi đầu tiên, thành ra là xin được giới thiệu thoáng qua về ba cái level, ba cái cấp bậc tu. Thì cái chương trình này á, thiện trí đã dạy rất nhiều lớp, có thể nói hàng trăm lớp tại thành phố New Orleans, Mississippi và một số nơi. Và nó chia ra làm hai thể loại, đó là lớp học và nhập thất. Thì khi lớp học á, thì thiền trí chia ra làm, thầy chia ra làm ba level. Level thứ nhất nó gọi là level căn bản, basic đó. Thì cái này đó học 10
từ 8 cho tới 10 tuần. Và level thứ hai là lớp trung cấp thiền. Cái này tự thiền trí chọn trung cấp, tại vì mình có trải qua nhiều những cái trường thiền, những lớp thiền và nhiều quý thầy, thì mình thấy là quý thầy không có chọn ra cái giáo án này. Mà không chọn ra giáo án thì làm sao dạy cho những người căn bản học được? Mà chỉ giảng những cái buổi pháp thức giữa đại chúng mỗi ngày chủ nhật hay mỗi tối thì ai cũng cứ dồn vô vài trăm người, thì làm sao họ sẽ đi từng cấp bậc được? Thành ra cái này khi mình chọn đó thì mình có thể đưa vào học đường, mình dạy cho mỗi lớp sinh viên được. Thì trung cấp từ 10 cho tới 12 tuần. Và cái lớp thứ 3, level 3 đó, tức là học cái này xong làm khoảng 1 năm rồi đó. Thì khi đi level 3, tức là chương trình cao học á, advanced, thì mình sẽ học là khoảng 3 tháng, khoảng 12 cho tới 15 tuần, tại vì trong đó có thi. Và những ai học cái lớp căn bản này xong á, thì có thể nhập thất từ 1 cho tới 3 ngày. Phải là có học thì mới nhập thất, còn không thì chỉ để giới thiệu giống như ngày hôm nay. Và những ai tốt nghiệp trung cấp á, thì có thể từ 3 cho tới 7 ngày. Bởi vì quý vị đã nắm hết những kỹ thuật rồi, chỉ đi vào tu thôi. Nắm hết những cái đó và tập qua hết những cái tiền vi, tiền dính, tiền ngâm. Và cuối cùng cái này có thể là 10 ngày nhập thất. Và trong 10 ngày này thì trong hệ thống có ngày Goenka hoặc là Suzuki hoặc là Thiền Sư Nhất Hạnh đều có cho tập những cái ngày nhập thất này. Và khi chúng ta nhập thất như vậy đó thì chúng ta mới mở ra được một cái tâm thức của mình, nó hoàn toàn an lạc, và mình mới chạm được cái từ mà trong kinh Bát Nhã nói đó là tánh không. Còn nếu như chúng ta không tập và tu một cách nghiêm chỉnh đó, chúng mình mới là an cư đó. Thì nếu mà chúng ta không tập một cách nghiêm chỉnh đó thì không bao giờ đạt được, không bao giờ để cho thân và tâm an trú bây giờ và ở đây một dòng sông phẳng lặng, nơi đó không có những cái sự lăng xăng của sống đời. Thành ra là cái quy trình học này là để cho chúng ta từng bước chúng ta đi vào thiền, chứ nó không có cái gì quá cao xa cả. Cho nên khi đối với cái cách hướng dẫn thiền căn bản đó, thì chúng ta sẽ học qua cái cách đứng, cách đi, cách ngồi, nó vững chãi rồi. Chúng ta biết đem thân và tâm trở về rồi, thì khi đi lên cái cấp 2 này nè, quý vị mới đi thẳng vào cái tâm. Lúc đó chúng ta mới đi tìm cái tâm. Và chúng ta sẽ đối diện với cái tâm thật của mình. Cái tâm đó không có giận, không có tham, không có sân, không có si. Cái tâm đó biết nhận diện những cái sám hối mình đã nói những lời đó, mình suy nghĩ những lời đó. Và khi đi lên cấp 3, thì quý vị hoàn toàn tuyệt đối nhận ra một điều: cuộc sống này cực kỳ đẹp và ý nghĩa. Cuộc sống này cần phải có sự nối kết của tâm từ và giúp đỡ những người khác bằng cả một trái tim, trong đó không có hai từ chi nhận. Sống thật và làm thật. Nếu như cuộc đời này có một ý nghĩa tuyệt đối thì chúng ta cần có nó. Nếu như cuộc đời này thật sự là một cuộc sống đẹp thì những người lãnh đạo cần phải biết tu thiền, vì sao nơi đó làm việc không có một bản ngã mà là anh. Thương người cha và người mẹ, người anh và người chị, thương con, thương em, thương cha, thương mẹ, thì xin thưa rằng gia đình đó là một gia đình cực kỳ hạnh phúc, vì có ông, có bà, có cha, có mẹ. Giả như trong một gia đình có ai đó ra đi, thì xin thưa rằng cũng đẹp, vì sao? Chúng ta từng có nhau và sống một đời sống đẹp. Mỹ thuật gia đình, mỹ thuật đời sống thẩm mỹ chính là điểm này. Nếu mà chúng ta được sống trong một xã hội mà nơi đó không cần quá giàu sang, không cần quá nhiều những vật chất cao xa, nhưng nó vẫn có một làng gọi là làng hạnh phúc, cụm dân cư hạnh phúc, họ đâu cần giàu đấy, Tây Tạng, Bhutan. Nhưng mà tại sao người ta vẫn sống thọ, người ta vẫn sống hạnh phúc? Là bởi vì người ta biết thiết chế được những tâm thức mà nơi đó chứa đầy những tiêu cực ở bên trong. Khi chúng ta tập thiền một thời gian thì chúng ta mới nhận diện được một luồng không khí vừa đến là nguồn, luồng không khí lành hay là bất lành.
Khi chúng ta học thiền một thời gian thì cái lợi ích của thiền giúp cho chúng ta có được một chánh niệm tuyệt đối để chúng ta có thể lấp lại cái năng lượng tiêu cực mà người khác vừa chạm phải năng lượng của mình. Khi học thiền một thời gian, chúng ta mới cảm nhận được cái thân của mình nó nhẹ và cái tâm của mình nó an. Nơi đó chúng ta biết quay về với chính mình và không có, trong từ điển của chúng ta không có hai chữ cô đơn. Và những người học thiền là những người biết thưởng thức một đời sống đẹp nhất, nó xứng đáng với cái chữ cuộc đời. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta không nhận rõ được nó, không biết cách sống, thì đồng nghĩa chúng ta sống giữa cuộc đời tha mộng này mà nó trở thành là một địa ngục của thế gian. Quý vị tự chọn bài giảng của thầy đến đây là hết. Và chúng ta sẽ có mỗi chiều thứ bảy như vậy. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ có thực tập thiền cũng như là sẽ đi từng bước lên, mặc dù quý vị không có ở trong lớp học một cách bài bản, nhưng thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho quý vị thiền đi hoặc là thiền buông thư nữa. Thiền buông thư là một lực khởi đầu thiền rất là đẹp, theo cái cách hướng dẫn mà thầy đã mở rất nhiều những cái kỹ thuật đó đẹp lắm, nhưng mà sẽ đi từng bước. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ được chia sẻ những bài giáo lý, và trong lớp thiền thì các thiền sinh phải học cũng như là có hai chương trình, đó là phải nói cái chủ đề mà mình đã học cũng như là sẽ được thi viết. Nhưng mà cái quan trọng là thầy sẽ cho cái điểm cho những người nói hay nhất, và những người đó sẽ được mời chia sẻ 5 cho tới 10 phút trong cái đêm thứ bảy, để cho quý vị thấy, nhận diện được rằng trong những cái lớp học như vậy, những vị đó sẽ đạt được cái level, sẽ đạt được cái hiệu quả như thế nào trong cái lớp học và thực hiện. Bây giờ có ai đặt câu hỏi gì không? Chúng ta sẽ dành 10 phút. Đúng rồi. Có những thiền viện khác họ mở thì chị có thể tham gia, nhưng với thầy, thầy chỉ cho những người có học trong những khóa học tham gia. Ngoài ra thì sẽ cho cái basic này nè, có thể là cho những người chưa bao giờ tập thiền đi tham vô, chỉ một ngày thôi, chỉ có cái lớp này thôi. Còn những người level 2 và level 3 thì những người mới không cho tham gia vô, vì khi vô nó sẽ loạn xộn hết. À, những người đã học qua rồi, kỹ thuật rồi thì phải đi nâng cao lên bằng cách là phải nhập pháp. Cảm ơn câu hỏi. Câu hỏi gì nữa không? Vậy là chúng ta dừng ở đây ha. Chúc sự bình yên cũng như là quý vị mỗi tối thứ bảy về đây chúng ta sinh hoạt với nhau. Và bên cạnh đó thì tại Hương Như Tỉnh Thất có những cái chương trình như là sám hối ha. Rồi có những vị pháp sư về giảng thì quý vị nên học thiền pháp để chúng ta nhận diện được rằng là cuộc đời của mình còn có những vị thầy đang hướng dẫn cho chúng ta đi. Với thiền rất là quan trọng, đó là chúng ta phải có những người hướng dẫn rất rõ, hướng dẫn rất rõ. Và cái thứ nhì, học thiền cần phải có một nhóm ít nhất là 4 người để nó tái tạo một cái năng lượng lành ngay trong cái năng lượng của những người kia lúc mà chúng ta đang tập đến học. Học thiền là nên như vậy. Và sau đó chúng ta mới tập một mình. Và những kỹ thuật thuật về thiền thì quý vị cần phải trải nghiệm cái nó giống như một món ăn, mà món ăn đó phải được tiêu hóa một cách rất là tốt để cho quý vị đạt được một cái đời sống nó gọi là thân và tâm đồng an lành. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Chúc an lành. Chụp hình hay dạ. Con muốn hỏi là cái này là giống như cái tội chính đó, và các vị quý vị có thấy là như vậy cái lớp thứ bảy này nếu mà có giống như là có đủ ích ấy, thì nếu phát sinh là cái ngày là mỗi thứ bảy mình về đây thực tập với thầy á, nếu đúng là mình rằng hoặc mình một á, thì chương trình sám hối vẫn tiếp tục, nhưng mà chương trình sám hối bắt đầu từ lúc 8 giờ, còn thầy á, thì là lớp từ 7 giờ, thực sự là 7 giờ đến 8 rưỡi, thì các quý Phật tử
thân nhiều hơn không? Dạ, thì bây giờ theo mình là khi hồi hướng rồi để nếu mà chị Thanh Lương có muốn thực hiện với tất cả các cái thầy và tất cả Phật tử thì trên một tấm hình. Và sau đó là thầy cũng khi về nghỉ ngơi, bởi vì sáng sớm ngày mai là thầy có lớp sớm và buổi giới thiệu cơ bản và sớm chủ nhật đó. Thành ra thầy sẽ về nghỉ và xin chúc mừng thầy. Hãy quý vị chắp tay nguyện đem công đức này về thân ca đệ tử và chúng thân